Dạ vâng, Minh Oto xin chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong sáng ngày hôm nay, em lại tiếp tục lấy về mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2008. Một con xe khá là chất. Được phủ màu trơn trắng ngọc trinh, rất là đẹp. Được lên la răng đúc rồi, la răng đúc của nó là rất là lạ. Tại vì sao em làm rất là nhiều Gentra nhưng mà nhìn cái bộ la răng đúc này nhìn rất là đẹp. Nó một phong cách riêng. Nói chung là dòng la răng đúc này động khá là đắt tiền. Các bác xem tổng thành xe. Con xe này khá là đẹp. Từ mặt chrome trước còn nguyên bản hết, chưa mất cái gì cả. Thứ hai các bác nhìn form con này gì rất là đẹp. Màu trắng ngọc được dán thêm tem mác thể thao vào. Thì nó rất là phong cách, rất là đẹp. Đăng kiểm con này còn rất là dài các bác nhé. Đăng kiểm đến tháng 2 2020. Đó. Một con xe rất là hợp lý. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo ở bên góc bên phải màn hình của các bác để có thể theo dõi em lựa chọn những mẫu xe hợp lý nhất mà em lấy về theo ngày tháng, để lựa chọn cho mình những mẫu xe có ưng ý nhất thì có thể alo cho em. Đây, mời các bác xem của em từ phía sau của chiếc xe. Tất cả hai mắt đèn được úp mạ chrome và rất là sáng. Đó, biển số 24A03821. Con này có cả được trang bị cam hành trình các bác nhé. Cam hành trình. Tí em cho các bác xem. Đó, thì form con này khá là chất. Dạ vâng, các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc em nó. Vâng, con này rất là đẹp. Ok, mời bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất con này cũng khá là chất các bác nhé. Đây, các bác xem nội thất được bọc 5D. Đây, rất là đẹp luôn. Đây là 5D. Có những cái đường vân chỉ này. Đó. Đây, các bác xem. Con xe còn khá là đẹp. Đây, đi cửa cánh bên này. Đó. Rất là đẹp luôn. Nội thất thì miễn bàn. Nội thất rất là ok. Phần táp lộ khá là đẹp. Đó. Đây các bác cam hành trình đây nhá. Đây, tí em sẽ lổ máy cho bác xem cam hành trình sau. Đó. Đây mời các bác xem ghế đằng sau của chiếc xe. Đây. Các bác xem ghế đằng sau của chiếc xe đây. Đó. Toàn bộ bọc ghế 5D hết rồi. Từ cái táp ly cửa bên kia. Đó. Đây, đằng sau loa đài là lỉ nguyên bản nhé. Trần cũng trần nguyên bản, trần lỉ luôn các ạ. Đây, táp ly cửa bên này. Đó. Nói chung con xe này khá là đẹp. Rất là sạch sẽ. Nói chung là dòng Gentra này thì từ xưa nay nó rất là lành các bác nhé. Xăng như tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả đều hòa thôi. Thì nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Rồi, ok, mời bác cùng em xem cái cốp để đồ đằng sau của chiếc xe. Nói chung là dòng Gentra này các bác mua về đánh đi về kinh tế thì khá là ok. Tại vì sao giá cả phải chăng. Đây, trên này còn nguyên bản đây. Tất cả nguyên bản hết, còn lỉ nguyên đai nguyên kiện luôn. Đó, lỉ nguyên bản các nhé. Đây phần xung quanh của chiếc xe lỉ chưa mất cái gì cả. Đó. Nói chung là hơi bẩn một tí thôi nên là các bác về vệ sinh tí là ok. Đây để đồ rất là rộng rãi các bác nhé. Dòng Gentra đi rất là lành, được nhiều người ưu chuộng. Độ rắn của xe thì rất cứng rắn luôn. Đây là vết bẩn thôi. Đó. Không có một tí han mọt nào cả. Nói chung là con xe này rất là rắn xe các bác nhé. Đó. Khá là chất luôn. Đó. Nói chung là tổng thành xe rất là đẹp. Đó. Ok, sau đây mời bác cùng em xem khoang máy động cơ của xe. Em sẽ lổ máy lên. Ok, máy đã lổ các bác nhé. Để ngồi trong xe ta cảm thấy rất là êm. Còn đây là cam hành trình. Em sẽ bật lên. Đây, các bác nhìn cam hành trình chưa? Nó hơi vướng cái gương tí đây. Đó, cam hành trình cho các bác. Đây.
rất là sắc nét luôn. Đó, nói chung là hơi mờ một tí nhưng mà nhìn trực tiếp nó rất là nét lắm. Rồi nó xoay trực tiếp cho cái cổng này các bác nhìn này. Đó, vừa đi nói chung là lắp cái này vào nó cũng rất là tiện ích, đi đường là mình có thể xoay được hết tất cả, là ngang đường nó kiểm tra tua lại có thể xem được hết các bác nhé. Đó, cam hành trình nó ok. Đây, mời bác em xem khoang máy động cơ. Đây các bác xem khoang máy động cơ, máy lổ rất là ngon. Nói chung là em vừa lấy về là chưa rửa ráy gì, hơi bẩn một tí đó, nhưng mà lổ máy của nó rất là chất luôn, lổ rất là êm tai, lổ rất là khỏe. Các bác về vệ sinh một tí là ok. Nói chung là máy móc con này rất là ngon các bác nhé. Đó, khô đen đét luôn. Nói chung là máy lổ rất là chất. Ok, em hạ các bồ xuống. Quá, em hạ các bồ xuống, máy lổ vẫn còn êm luôn. Đó, nói chung là máy lổ cũng rất là ngon, các bác hoàn toàn yên tâm khi mua về sử dụng. Ồ, sẽ tắt máy đi. Dạ vâng, đó là tổng thành của chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008, một chiếc xe bản 1.5 thương hiệu của Hàn Quốc, thì em bán mức giá là 165 triệu mà thôi. Dạ vâng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.